Đấy, ui. Gì cho nó đỡ hắn đi anh ơi. Con nó phi mất đấy. Ui chẹp trứng rồi. Chẹp trứng rồi. Tọt đùng kìa. Đây này. Đây. Ui con chuối còn chê trong cái gốc cây xanh này nhá. Em nhìn thấy nó bò luôn này. Đây trong gốc cây này nhá. Nước trong em nhìn thấy nó bò luôn này. Anh xích vào đây phát là nó rụng luôn này. Đây. Ui là chuối rồi. Cái gì anh ơi? Ui rồi. Tỉnh rồi. Vẫn đi anh ơi, không phải nó chạy mất anh ạ. Đánh kích cơ đấy, đây này. Có nó đỡ hắn đi anh ơi. Đây này, đây này. Đấy. Đó, bắt đầu bắn vào đây đấy. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người quay trở lại với video tiếp theo của Mạnh TG. Thì mọi người hôm nay anh em mình lại đi đánh cá. Thì ở quanh làng mình có một cái ao hoang này mà bao nhiêu năm người ta không thả cá rồi. Thì hôm nay anh em mình sẽ đi đánh cá đây xem có nhiều cá không mọi người nhá. Bản thân mình thì là vẫn đau lưng nên mình cái video chủ chính hôm nay chính là anh Hiền, một cameraman hay quay cầm máy quay cho mình. Hôm nay anh em mình sẽ đi đánh con ao này xem nó thế nào. Ao bỏ hoang mà lâu lắm rồi. Trước con ao này là người dân người ta không nuôi gì mọi người ạ. Bỏ hoang bao nhiêu năm rồi. Cá con rất nhiều rồi. Quay lỡ bướm dưới. Về cũng tóc xô rồi. Đúng rồi, khe ao em nghĩ ao có cá chuối đấy. Đấy, có bò đen kìa nhá. Đấy, quậy đen xí đấy. Thì lúc nãy là anh em có đi nhặt ở bờ mương là đi nhặt ở ấy được một con rô ta mọi người ạ. Đi nhận ở ấy nhỉ, ở măng nước ở nắm sô ta, con sô ta. Ấy. Sô bé đâu. Đấy, hình cá nó ngao này, đây, đây. Cá nó ngao. Đi vòng bên kia để em quay được anh ạ. Đi vòng này em không quay được vì em đi vòng qua lại bên đây này. Xong rồi kích được cả là giữa ao đấy. Sao mà cho bột tối thì em lại không nách qua được. Đấy, ui. Gì cho nó đỡ hắn đi anh ơi. Con nó phi mất đấy. Ui chẹp trứng rồi. Chẹp trứng rồi. Cẩn thận nha, anh cẩn thận nó chạy mất đấy. Ui ôi, anh quăng lên bờ xem nào. Ui giời ơi, mọi người nhìn thấy chưa? Còn ván ướp này. Đây là một cái áo hoa mọi người ạ. Mình chưa cúi không thể vớt nhanh được. Mọi người thông cảm với mình nhé. Ui chép trứng rồi nhỉ. Toàn ươm luôn này, sợ anh. Ui giời ơi. Kiếm ăn rồi, kiếm ăn rồi. Đấy, anh em mình bắt được một rô. Anh đấy kích ở rìa bờ đấy nhỉ. Kích ở rìa bờ đấy. Lại rô cá cặp con xin xiên nhiều. Đây là cái hàng anh để ý cái hàng này. Cặp điện phát là nó ngao đi ngay mà. Cái gì anh ạ? Còn gì nó quẫy to to anh ạ.
anh để ý dí kịch vào trong hang nó nhiều đấy. Loại xì xìa con đây. Đấy, quậy này. Nước đang về ở mương rồi. Wow, em thấy ít. Mấy người bắt được cả ba rồi rắn mùng nhiều. Chưa kìa anh ơi, chưa có con gì to đùng kìa. Đây này. Ui, con chuối còn chơi trong cái gốc cây xanh anh ơi. Em nhìn thấy nó bò luôn này. Đây trong gốc cây này anh ơi, nước trong em nhìn thấy nó bò luôn này. Anh xích vào đây phát là nó rụng luôn này. Đây. Xin. Nếu em nhìn thấy nó bơi vào luôn mà. Chuối. Trời. Anh cứ quăng lên đây này tí em nhặt, quăng hết quăng lên ruộng đi. Đây nhá. Vâng. Đấy, mọi người thấy chưa? Lại một em nữa. Các bạn đấu thì ngon lắm, ao này ao người ta cũng bỏ lâu năm, người ta không ấy đấy. Người ta không thả cá đấy. Có nhiều người kích lắm rồi ấy, nhưng mà hôm nay đến hôm nay thực sự là nó vẫn sốc. Con rất nhiều. Ừ. Nhiều. Cái loại cá con chia nó không vào món gì. Vâng. Đấy, cái con gì rạch độc ngọ đây nhá. Giếc này, cá giếc nhá. Vẫn hết lên đây nhá. Cá giếc đây. Đấy. Tìm nhặt hết. Đấy, con gì cắm đầu mù đây nhá. Đơ cắm đầu mù đấy. Đôi khi tí anh phải lội ra giữa ao anh ạ. Mình sẽ đi vòng ra đây mọi người nhé. Tí nữa mình ra mình nhặt xong. Tân trống anh ơi. Tân trống. Đâu anh ơi, ui bình tĩnh nha, bình tĩnh. Cái gì đây anh ơi, con gì đấy? Chuối. Ui chuối rồi. Được đấy anh ạ. Tao ơi, nó còn mà. Vâng. Mình đánh vẫn đánh cái shot là bình thường. Được rồi, ra ngoài mương ấy. Ui. Mọi người đã chưa? Tỏ nhỉ. Ui cay. Đây ạ. Úi ơi quá mức, còn thôi kệ. Ấy mọi người nhìn to chưa? Úi giời, đá thế nhỉ. Ấy. Ôi chốc được hai con này. Anh cứ đấy khuây khu giữa ấy.
cho nhiều. Cẩn thận nhé, bước vào là chết. Đào trong luôn trong tình trạng thông mương mọi người, chỉ là cá ngoài mương chứ không vào. Tí nhà mình sẽ đi dọc con mương xem có con nào không. Đánh một vòng nữa xem có không có lên đi kích con mương này. Nước vào có việc gì không? Anh để ý nha, không. Anh nhìn kiểm tra tem vào xem thấy tem vào như yếu. À cái này là điện tử, nó không bắn điện. Con này nó bị đơ cái nó xúc qua 2 ngày đấy. Đấy. Rồi anh thử đánh vào cái góc này xem, cái góc này em nghi có đấy. Rồi. Xì xìa. Đây 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 anh ơi. Trước mặt đây đây đây. Đây đây, trước mặt bên phải nó đang bơi kìa. Đây. Anh nhìn thấy chưa? Đây 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 đây, khuất đây đây. Nó quay lại rồi đấy. Tôi không biết nó bị đơ chưa, em biết. Sao nó chưa đơ ấy? Có đấy, về nói chung bằng à, đây. Đấy. Tròi. Vâng. Anh cứ vất thẳng đấy. Cái loại này lâu siêu rất ngon. Vâng. Nhiều lúc em mà đấy thì cá nó rạch luôn đây. Nó rạch luôn đấy. Thêm một con chòi nữa. Bắt được đây 2 con, hít ra nhặt sau này. Kiểu như này em về kích kiểu như là dài tay như này này. Thì cái quạt của nó chạy nó bị đá bị ấy. Đâu cho lên vào. Cả gắt siết nhiều. Thì em nhặt hết, em không bó con nào nữa. Từ đánh vòng nữa em có con nào không còn có thì thôi nhỉ. Nhiều các bạn biết này. Kích lại kỹ cái hang này anh ơi.
hay rồi thì bạn. Vâng, hay cống nước ngược mà. Kia có một cái chỗ nước ngược như mọi người ạ. Cái gì anh ơi? Ui giời. Tỉnh nữa. Vâng, bắt anh nhá, không phải nó chạy bắt anh ạ. Đấy kích đơ đó, đây loại này. Có đơ hả anh ơi? Loại này ở đây này. Đấy. Đó là bắt đầu quấn vào đây đấy. Có đơ hả anh ạ? Đấy, giật nhìn giật chưa? Đâu đâu. Đấy đây, đấy đúng rồi đâu. Cứ từ bình tĩnh cho anh ạ, bình tĩnh cho anh ơi. Trời ơi đi, mày à. Tức mãi bùn đi. Ui trời ơi, ngon ngon này nhỉ, vắt lên bạt bạt thế này. Được có thêm con nữa mọi người. Đã quá. Ui trời ơi, nó rút bùn này. Nó sót nhiều thế nào, lâu không có người đọc vào nó, có nhiều lắm. Đó thế nhỉ. Bây giờ là cái nó tụ đấy. Mình đi nhiều nó rút hang nhiều nhỉ, cứ đánh hết trong hang thì nào có. Ấy thấy gì còn đen đen đấy. Đen đen chỗ sau gậy anh ơi. Thử thử mò chỗ này nó. Chỗ đấy đây. Đây gì? Đấy là vẫn là cuộn đen này đấy. Có ba không? Dạ. Có em kích kích được ít cá rồi ạ. Anh nhảy kích lại chỗ đấy em nhìn thấy nó khoáng khoáng lên rồi đấy. Nó khoáng quên đấy. Đấy 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 đấy. Đấy. Có phi từ trên sạch đá không? Con này đơ rồi. Nó nhìn nó mùng toa kia nó chạy mẹ mất. Vâng vâng vâng. Nó sợ nó xúc khe đá ấy. Đây 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 đi khỏe. Trời 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 anh chê chê. Anh quăng lên bà quăng lên. Ui sợ. À, thêm một em nữa mọi người. Đi vòng một lần nữa em có không ấy thì lên thôi anh ạ, chuyển địa điểm ở nơi khác. Chuyện được là khá là nhiều rồi mọi người ạ. Đấy. Đây là một cái ao, ao hoang. Thế đi ra giữa một vòng em có vị gì đâu. Không có thì lên thôi. Em nghĩ là nó hết đấy. À, người ta đánh nhiều rồi. Bây giờ là mình chỉ là thuộc là đánh lại thôi. Đánh lại thôi. Đánh lại có gì thế à. Đừng dí liên tục anh ạ, dí liên tục nó không ăn đâu. Để em đi phòng ra đây em nhặt hai con kia về. Đang ngốc ngoái hết rồi.
nóng quá. Ui khỏe thế. Dậy. Ấy. Dậy. À vâng, cháu đi quay video. Tôi nghĩ thôi anh ạ, em nghĩ là nó hết đấy. Thì mọi người nhặt thêm hai con này thì mình thấy cá khá là nhiều ở trong một. Nó nhiều bùn nữa ao lầy thôi. Có người ta lâu người ta không cải tạo. Ừ. Nó tích là nhiều quá. Tích bùn nhiều. Đây là một con ao mọi người. Sẽ đó cho mọi người xem nhé. Đây. Thì nó còn sót lại từ đây mọi người. Nên là anh em mình cũng chỉ là người đi sau thôi, không phải người đi trước. Cái ao thật sự là người ta bỏ hoang rất là lâu rồi. Nghĩa là chủ nhà người ta vào trong Nam mọi người ạ. Nghĩa là không, cái ao không này không ai người ta trông được. Không, không ai người ta trông được nên người ta cũng không, không ai người ta thả cá cả. Vì nó ở cái địa điểm này nó rất dễ bị kéo trộm ấy. Nên không ai người ta thả. Nghĩa là... Đến anh em mình kích đợt này thì đợt trước anh ghi nhớ là 2-3 người kích được. Vâng. Cái áo này nó có thông mương mọi người, thông mương bên đây. Thì mọi người ạ, có khi cái video này anh em mình xin kết thúc ở đây thôi mọi người nhá. Thì bây giờ anh giờ anh phát kích ở giữa ao cũng khá là lâu, cũng là mệt rồi, mấy em mình đi một vòng 2-3 vòng mà bây giờ chắc không còn nữa. Thì mọi người xem video thấy hay ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Chia sẻ cho anh em mình nhá. Chia sẻ cho anh em mình nhá. Chào mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Đấy mọi người thấy. Thêm một nào.